Sáng ngày 6 tháng 3, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 3. Đến dự có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Đồng chí Kiều Như Nguyên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Lê Hoài Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng cán bộ công chức viên chức thành phố, các ban đảng trực thuộc Thành ủy. Sau lễ chào cờ, cán bộ công chức viên chức thành phố đến hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố sinh hoạt ngày pháp luật theo quy định. Tại buổi sinh hoạt pháp luật, đại diện lãnh đạo phòng nội vụ phổ biến nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 22 tháng 2 năm 2023, thay thế nghị định số 68. Qua đó, các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.